Hello các bạn, hiện tại thì Nhật Du Lịch đang có mặt tại Vũng Tàu và mình đang đứng ngay khu vực bến phà ở trung tâm thành phố Vũng Tàu để đưa các bạn chúng ta sẽ đi qua du lịch ở bên Cần Giờ nha. Thì để xem thử là bên Cần Giờ sau bao nhiêu lâu các bạn không quay trở lại nó có thay đổi như nào hay không. Rồi tất cả những điểm ăn chơi, dịch vụ ở trên Cần Giờ nó như thế nào, nó có đổi mới hay là nó vẫn như vậy hay tệ hơn. Thì các bạn cứ đồng hành hết video cùng với Nhật Du Lịch nha. Và mình đã vừa mua cái vé qua phà các bạn. Vé qua phà thì ô tô là 4 chỗ ngồi là 350 kèm theo tài xế, còn một người đi cùng nữa là 70.000, nữa là 420 các bạn. Đó là mình với lại camera là mua tổng cộng là 720. Thì cái giờ phà chạy ở bến phà Vũng Tàu này á, cứ cách 1 tiếng đồng hồ là sẽ có một phà nó đưa chúng ta qua bên Cần Giờ. Còn bây giờ thì Nhật Ký Lịch sẽ đi vào bên trong các bạn. Đi vào bên trong và đợi đúng giờ thì phà nó sẽ di chuyển. Mình vừa đến là phà vừa đi luôn bạn. Ơi, vô trong các bạn. Đây. Không thấy ai thu vé. Ồ, dạ, 1 giờ đi rồi hả? Xíu nữa em thu vé xong. À rồi rồi, chị. Mình có đợi xe, mình đậu cặp rầu. À rồi, ok. Ôi, đậu xe đây bạn. Đậu xe đây. Nghỉ xíu, tại vì chuyến 2 giờ mới có phà như lúc nãy mình nói á. Là phà 1 giờ họ đã, đi rồi. Giờ chỉ đợi phà 2 giờ bạn. Ok, tí nữa... lên phà rồi qua bên Cần Giờ sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho các bạn nha. Còn giờ thì ngồi nghỉ đợi phà các bạn. Đây bạn, đây là cái quang cảnh ngay chỗ khu vực bến phà Cần Giờ Vũng Tàu các bạn. Ở chúng ta sẽ ngồi đợi nha. Ngồi đợi đến giờ thì bắt đầu phà sẽ cập bến. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên trên phà các bạn. Di chuyển lên trên phà. Và ở khu vực này cũng có hàng nước để chúng ta... nếu mà chúng ta uống nước thì bên trong đây cũng có hàng nước các bạn. Ở trong đó cũng có người ta bán nước ở trong á. Mình có thể vào để mình mua nước, mình uống trong thời gian mình chờ phà. Cứ cách 1 tiếng là sẽ có một chuyến phà các bạn. Cách 1 tiếng là sẽ có một chuyến phà di chuyển đến cho chúng ta đi. Xe máy thì sẽ đậu ở trong đây các bạn. Đó, xe máy ra trong. Còn ô tô chúng ta sẽ đậu ở ngoài. Khi mà phà di chuyển đến thì người ta sẽ mở cửa cho chúng ta lên. Sẽ mở cái barrier đây các bạn nè. Đó, người ta sẽ mở barrier để xe chúng ta chạy lên rồi chúng ta lên trên phà. Thì di chuyển từ bên khu vực Vũng Tàu qua bên Cần Giờ là mất tầm khoảng cỡ 35 phút các bạn. 35 phút là sẽ đến Cần Giờ. Thì qua bên đó để cập nhật cái quang cảnh hiện tại Cần Giờ nó có thay đổi như thế nào hay không để cho các bạn xem nhé. Giờ thì mình tiếp tục ngồi đợi phà các bạn. Rồi ok, phà bắt đầu di chuyển rồi các bạn. Mình cũng đã đưa xe lên trên phà xong. Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì bây giờ phà cũng đã di chuyển rồi. Và thời gian di chuyển từ bến phà Vũng Tàu đi qua bên Cần Giờ là sẽ mất tầm khoảng cỡ 35 phút nha các bạn. Đó, ngay chỗ khu vực trước mặt màn hình các bạn là bến phà ở Vũng Tàu các bạn. Di chuyển qua bên Cần Giờ là mất tầm 35 phút là sẽ đến Cần Giờ. Thì qua bên Cần Giờ những cái du lịch sẽ ghi hình cho các bạn để bạn biết cái địa điểm mà khi chúng ta du lịch Cần Giờ mình muốn ở lại qua đêm á thì mình biết cái homestay đẹp đẹp để mình ở nha. Còn nếu mà các bạn muốn di chuyển du lịch trong ngày thì vẫn thời gian vẫn ok các bạn. Buổi sáng thì chúng ta xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi thì không có đi phà ở dưới Vũng Tàu các bạn. Ở trên thành phố Hồ Chí Minh có phà Bình Khánh á, chúng ta di chuyển qua chơi chiều mát chúng ta sẽ về. Thì đi chơi ở Cần Giờ trong ngày vẫn rất là thuận tiện và hợp lý. Tại vì Cần Giờ nó nằm cách thành phố Hồ Chí Minh rất là gần luôn các bạn à. Chúng ta chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để mà di chuyển đi xe thôi. Đi xe xuống phà rồi đi phà qua bên Cần Giờ chỉ mất 2 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất là thuận tiện. Rồi bây giờ thì sẽ nghỉ ngơi các bạn. Nghỉ ngơi 35 phút sau sẽ... cặp bến phà Cần Giờ.
Rồi ok bạn, thì sau khi phà cập bến ở trên Cần Giờ thì Nhật ký du lịch đã di chuyển tới khu vực mà tối hôm nay Nhật ký sẽ lưu trú ở tại đây, đó chính là gì? Lata Cabin các bạn. Cái đường di chuyển đến đây cũng khá là thuận tiện và rất là dễ đi. Các bạn chỉ việc bấm ở trên Google Maps á, mình đi ô tô hoặc đi xe máy, các bạn cứ bấm trên Google Maps rồi chạy thẳng tới đây, Google Maps sẽ hướng dẫn chúng ta cái đường đi rất là thuận tiện nha, không có phải sợ bị lạc gì đâu bạn. Mình đang đứng trước ngay khu vực khuôn viên để chúng ta đi vào bên bên trong, trên trong đây thì có rất là nhiều những cái dạng phòng, dạng lều ở bên trong. Thì Nhật ký du lịch sẽ qua bên quầy lễ tân để check in nha bạn. Mình sẽ qua và sẽ đưa bạn đi xem một số những hạng phòng bên trong đây. Dạ, xin chào. Cho anh hỏi xíu về các hạng phòng á. Thì tư vấn giúp anh các hạng phòng để cho khán giả nắm được luôn. Dạ, giá ngày thường với lại ngày lễ Tết rồi như thế nào luôn. Dạ, ngày thường á, thì ngày thường ngày lễ Tết á, chẳng hạn như giá thì bây giờ em tính trong tuần với cuối tuần cho anh trước nha. Thì chẳng hạn như bây giờ trong tuần á, với cuối tuần nó sẽ chênh lệch nhau với 200.000. Còn mà giống như ngày lễ thì bên em chỉ phụ thu giống như ngày lễ chính thôi, như chẳng hạn 2 tháng 9, 3, 4, 4, 1 tháng 5 thôi. Thay vì mấy chỗ khác là nó sẽ phụ thu luôn liên tiếp 3, 4 ngày trước hoặc 2, 3 ngày sau. Nhưng mà bên em chỉ là phụ thu mà những cái ngày chính thì là tầm 15-20%. Mình có mấy dạng phòng mà giá là dạ, bên đó? Em có 11 dạng phòng nhưng mà kiểu giống như là bên em là cái mô hình cabin nên tất cả dạng các dạng là mình sử dụng nhà vệ sinh chung, chỉ có duy nhất cái dạng container là có toilet ở trong phòng thôi, nên các dạng khác á thì giá cả thì bên em tới 11 hạng. Dạ, nên như chẳng hạn như dạng công đi, trong tuần 1.4 triệu, cuối tuần 1.6 triệu, xe ngựa đi là 800, 1 triệu, nhà bạc 800, 1 triệu luôn. Đơm thì bên em sẽ có 3 dạng đơm, đơm biển, đơm mới và đơm lớn, thì giá nó dao động thì từ 1.7 triệu đến 2.2 triệu giúp em nha. Dạ, tại vì bây giờ nhiều quá. Rồi, tạm thời cơ bản dạ, như đó thôi. Cơ bản thì như đó. Nhà gỗ nhỏ thì nhà gỗ lớn thì cũng dao động từ 1.7 triệu đến 2.2 triệu giúp em, 2.6 triệu tùy theo. Dạ. Buổi còn... tối là ở đây mình có chương trình hay ăn uống rồi khách đặt là nằm không nằm trong giá phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Giống như là bên em á là phòng tính riêng, ăn uống tính riêng, nhưng mà trường hợp có các chương trình khuyến mãi á thì giống như là em vừa tư vấn á, là giống như là ngày hôm nay bên em còn chương trình khuyến mãi này thì bên em sẽ tặng món ăn cho mình. Là thường thường á, nếu mà có chương trình khuyến mãi là bên em sẽ đăng lên trên bay. Dạ, thế có gì mình nắm thông tin giúp em ha. Bên em là cập nhật hàng tháng. Rồi. Giống như là chương trình khuyến mãi hay gì đó là bên em cập nhật hàng tháng. Vậy bây giờ cho anh xem 3 dạng phòng đi, phòng 1.4 triệu với lại phòng xe ngựa với lều. Dạ rồi. Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào để xem 3 dạng phòng cơ bản nha. Tại vì mình xem cái phòng dành cho 2 người thôi. Tại trong đây cũng có phòng dorm này, phòng tập thể, rồi phòng dành cho 4 người 2 giường đầy đủ trong đây. Chào chị, giờ mình em cho em xem cái phòng phòng 1.4 triệu với lại hai loại phòng vừa rồi ở Lê Tân có nói á. Dạ rồi. Em sẽ cho anh xem một cái nhà bạc và một xe ngựa. Dạ. Container 5. Bên đây là phòng 1.4 triệu á hả? Ở trong đây cái khuôn viên khá là rộng nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đưa bạn đi xem 3 dạng phòng trước, rồi sau đó là Nhật ký du lịch sẽ đi dạo một vòng bên trong cái khuôn viên, ghi hình trọn vẹn bên trong cái khuôn viên để cho các bạn xem. Đó, giờ đi vào xem cái phòng container trước bạn. Phòng container này. Phòng mặt trong này thì hình như phòng này là có nhà vệ sinh ở trong đúng không chị? Dạ đúng rồi, chỉ có phòng container mới có nhà vệ sinh ở trong. Phòng mà có nhà vệ sinh ở trong là có giá là 1.4 triệu đối với ngày thường các bạn. Còn mà cuối tuần thì giá nó sẽ chênh lệch 200.000 là 1.6 triệu. Đây, mình sẽ cho bạn xem cái bên trong này. Em bước vào được không? Dạ được. Đây bạn, đó, đây là khuôn viên bên trong phòng container 1.4 triệu. Cho bạn xem chi tiết để bạn dễ hình dung hơn. Mình có muốn đặt phòng thì mình cũng biết đường lựa chọn các bạn. Ở trong thì có máy lạnh luôn nha, có một cái tủ và máy quạt đầy đủ, rồi bàn trang điểm này, toilet thì nằm trong đây. Còn phòng bên ngoài thì sẽ sử dụng toilet riêng các bạn. Đó, đây là toilet ở trong phòng container, máy nóng lạnh. Rồi ok, bây giờ sẽ đi qua hạng phòng tiếp theo nha. Đây, bây giờ sẽ di chuyển qua bên hạng phòng tiếp theo, lều. Giờ sẽ đi qua lều các bạn. Qua nhà bạc. Ở đây thường là chắc là đông vào cuối tuần. Dạ. Này mình đi ngày đầu tuần các bạn.
Thường là ở đây mà buổi tối mà đông đúc nhộn nhịp á là sẽ rơi vào ngày cuối tuần, ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. À đi hướng này luôn á chị. Ủa tính ra ở đây cũng nhiều dạng phòng cái ha. À khu này là khu vệ sinh chung hả chị? Là tất cả những cái lều ở bên trong đây là đều sử dụng nhà vệ sinh ở đây hết. Là bên đây, khu bên đây, còn khu bên gia đình thì cũng có một cái vệ sinh riêng. Có hai khu mà. À. Nhưng mà chỉ một chủ. Một chủ, đúng rồi. Là hai khu vệ sinh. Dạ. Ừ. Phòng này là phòng nhà bạc. Còn xe ngựa là mặt biển. Dạ, xe ngựa là mặt biển rồi đó. À. Phòng này thì là lúc nãy là không có nhà vệ sinh đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Chỉ có container mới có thôi. Ồ, đây bạn, cho bạn xem bên trong cái phòng, cái này là kêu là phòng gì đó chị? À, nhà bạc. Đó, khuôn viên bên trong nhà bạc đấy bạn. Không có nhà vệ sinh nha, nhưng mà vẫn rộng rãi, có máy lạnh, rồi có gì điều hòa gió này nữa bạn nè. Quạt gió. Đó, vẫn có máy lạnh ở bên trong, rồi kệ để đồ, rồi bàn để chúng ta ngồi làm việc. Ồ, cái này hợp lý nha. Này mà chúng ta đi kiểu như lên ra đi cặp thì ở đây cũng hợp lý, có bất tiện cái là chúng ta sử dụng nhà vệ sinh chung thôi chứ còn mình thấy vẫn ok. Rồi giờ đi qua bên phòng bên kia nữa rồi sau đó sẽ quyết định là chọn ở lều nào hả, phòng nào. Mặt này như cũng có mấy cái container đang hoàn thiện hả chị hay là hoạt động rồi? À một năm rồi. Còn vẫn có những cái lều như này nữa hả? Cái này là lều đơn, lều dùng cho hai người. À, lều dùng cho hai người. Dạ. Quạt máy thôi thì giá nó sẽ rẻ hơn. Bình thường thì 300, cuối tuần thì 400. Ờ. Này buổi tối ở đây khách ăn uống là đặt đồ ăn ở trong đây ăn vẫn được chứ đúng không? Dạ, bình thường ngày nào cũng được. Ừ. Khách vô đây uống nước rồi đặt đồ ăn thì bình thường. Ôi, mặt trước này view đẹp nha. Biển Cần Giờ đây chắc tắm được không chị? Dạ được ạ. Em thấy nước rút ra xa đi. Bây giờ là nước rộng quá, nước lớn thì chẳng tắm được. À. Ô đẹp ghê, em thấy những cái lều camera lui xa ra cho các bạn xem nè, những cái lều xe ngựa nè. Đó, rất là đẹp luôn, chỉ có bất tiện cái là không có nhà vệ sinh thôi các bạn à. Ôi, đây là bên trong. Đây khuôn viên bên trong nè. Đây coi ra đi máy vô. Đó, khuôn viên bên trong các bạn. Ok nha, rất là ok luôn. Chỉ có bất tiện là không có nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà mình thấy khá là rộng rãi bạn. Rất ưng ý luôn, bên trong vẫn có thùng đựng rác ở trong này bạn nè. Một cái nệm. Rồi vẫn có kệ để chúng ta để đồ. Rồi một cái bàn. Có ổ cắm điện ở đây bạn, dép đi trong lều. Ở đây thì có ấm đun sôi, rồi bàn ủi dù để chúng ta đi mưa và có quạt. Cái này có máy lạnh không chị? Dạ, máy lạnh nó phía trên, nhìn phía trên. À, đấy bạn, trong lều này là có máy lạnh luôn nè. Đây. Ồ, hợp lý nha, chỉ có không có nhà vệ sinh thôi. Đó. Dạ, máy lạnh, rồi máy quạt đầy đủ. Nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi qua quầy lễ tân để mình chọn... chọn lều các bạn, chọn lều và sau đó sẽ tiếp tục ghi hình hết trong khuôn viên của khu Lata ở Cần Giờ đấy các bạn. Giờ sẽ đi ra lại quay lễ tân để mà mình chọn phòng tối hôm nay nha. Rất là đẹp, những cái nhà xe ngựa như này, mặt biển nha các bạn. Đây cho bạn xem nè. Đó, rất là mát mẻ bạn thấy chưa, buổi tối mà ở đây cắm trại đốt lửa trại rồi y bài luôn các bạn. Hợp lý các bạn. Rồi ok, bây giờ đi chọn phòng rồi tiếp tục quay chi tiết cho các bạn. Rồi ok bạn, mình cũng vừa làm thủ tục check-in để nhận phòng xong. Rồi mình nhận cái lều xe ngựa mặt trước nó có view đẹp bạn à. Rồi sẽ đi vào bên trong lại để ghi hình cho các bạn này. Đó, vừa rồi là chúng ta cũng vừa đi qua bên dãy bên đây là những cái dãy container. Những cái phòng như thế này là giá 1.4 triệu đối với ngày thường có nhà vệ sinh ở trong. Nhưng mà là không có view các bạn. Đó cho nên là mình quyết định là mình chọn cái container cái nhà xe ngựa các bạn, cái nhà xe ngựa để có view đẹp đẹp ngồi ngắm biển Cần Giờ các bạn. Và đây là
Nhật Du Lịch đang đi vào khu view bên trong. Thì ở trong đây là khu vực quầy nước các bạn. Quầy nước rồi nhà hàng đồ là nằm ở khu vực này. Và chúng ta sẽ đi dài ra đây là mặt biển nha các bạn. Đó, sẽ đi ra mặt biển. Vừa rồi chúng ta chưa có đi cái lối này. Bây giờ đi lối này cho các bạn xem này. Đây chính là khu vực mặt biển Cần Giờ ở La Ta Cambin các bạn. Trước đây thì ngay khu vực phía trước thì người ta không có để những cái hàng ghế rồi như thế này để chúng ta ngồi ăn tối, ăn chiều hoặc là ăn sáng các bạn. Ngồi đây khá là chill nha. Rất là đẹp là vì mình ngồi đây là mình sẽ ngắm được ra khu vực mặt trước biển Cần Giờ luôn nè. Bình thường thì nước cao lên là chúng ta sẽ đi tắm biển được các bạn. Còn nước nó rút ra rồi, rút ra xa hôm nay, nước giờ này nước nó rút ra xa cho nên là không có tắm biển được. Đó, ghi hình chi tiết. Ở trên đây thì lúc nãy mình chưa có đi các bạn. Giờ đi lên đây cho các bạn xem nè. Đây là những cái dạng lều khác cũng mặt biển luôn bạn. Mặt biển luôn. Chỉ có điều là sử dụng nhà vệ sinh chung thôi. Chỉ có container là như lúc sớm mà cho bạn xem là sử dụng nhà vệ sinh bên trong container. Còn lại là sử dụng nhà vệ sinh riêng hết bạn. Đây là khuôn viên những cái dorm như thế này là có giá hơn 2 triệu nha. Đó, bạn thấy ở trong này khu này rộng chưa? Đây, những cái dorm như thế này là sẽ có giá là hơn 2 triệu các bạn. Và buổi tối thì chúng ta cũng có thể ngồi trên những cái bàn như thế này ở trước dorm các bạn. Đó, dorm này là dành phòng dạng dành cho phòng đôi các bạn, phòng đôi dành cho 4 người á. Đây, còn ở dưới này các bạn, còn nhiều cái ở trong La Ta Cambin này. Lần đầu tiên mình đến ngay khu vực La Ta Cambin này luôn, thấy là khá là thú vị. Mình sẽ ghi hình ở bên khu vực bên trong trước, rồi tí nữa sẽ ra mặt biển cho bạn xem một số những cái tiểu cảnh ở ngoài mặt biển mà người ta trang trí nè. Mình đi ở cái góc này thì nó hơi bị chói nắng các bạn, nó hơi bị chói nắng, bạn nhìn không có rõ. Đây, ngay trước mặt các bạn là khu vực để chúng ta ngồi uống cà phê các bạn, uống cà phê uống nước. Đó, bạn thấy chưa, nằm ở trên cây luôn nè. Thú vị bạn. Buổi tối đây thì người ta sẽ lên đèn nha. Người ta bật những cái dây đèn khá là đẹp. Đó, mình sẽ đi lên trên nha bạn. Đi lên trên cho bạn xem nè. Đây, khu vực để chúng ta order nước xong rồi chúng ta sẽ lên đây ngồi để ngắm xuống mặt trước biển Cần Giờ các bạn. Bạn thấy chưa? Lên trên cho bạn xem view ở trên. Đây, khá đẹp các bạn. Đây, chúng ta ngồi trên đây uống nước thì có thể ngắm ra phía dưới biển Cần Giờ. Đó. Đây, mình đang đứng ở trên cao bạn, đang đứng ở trên khu vực cà phê ở trên cây để cho bạn xem tổng thể ở bên trên. Rồi, giờ đi xuống dưới nha. Xuống dưới bạn. Đi quay hết một vòng bên trong khu La Ta Cambin này cho bạn xem. Rồi, đi xuống dưới. Ở bên dưới đây là khu vực nhà hàng các bạn. Nhà hàng. Đó, ở đây thì chúng ta ăn tối là sẽ kéo dài đến 9 giờ rưỡi là hết phục vụ nha bạn. Đó, cho bạn xem lại nè, khu vực ngồi uống cà phê trên cây. Bạn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp nha. Ở bên trong là nhà hàng này. Và đặc biệt là ở đây vẫn có một cái siêu thị mini ở trong các bạn. Đây, đi qua mặt trước nha. Vào trước cho bạn xem nè. Đó, trong đây vẫn có siêu thị mini là họ bán đầy đủ đồ ăn nước uống ở trong, rồi có đồ chơi dành cho trẻ em luôn các bạn. Đây có đồ chơi dành cho trẻ em luôn. Đây. Đó, đây là mặt trước nè. Rồi. Các bạn thấy chưa? Đó, bên trong là có đầy đủ bánh kẹo rồi đầy đủ ở đây hết. Giờ mình sẽ vào cho bạn xem nè. Cho em vào quay dạ, xíu nha. Đây, rồi cho bạn xem, các bạn thấy chưa? Đây cho siêu thị mini. Siêu thị mini bán đầy đủ đồ luôn các bạn. Đây có bia rồi nước đầy đủ ở đây luôn các bạn. Nói chung là rất là thuận tiện nha. Buổi tối mà mình cần cái gì thì mình cứ vào trong đây mình mua hoặc là mình order ở ngoài nhà hàng. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là thuận tiện. Có oxy rồi bánh dành cho trẻ em đầy đủ luôn. Cho nên là mình thấy hợp lý nhất các bạn. Người ta bố trí một cái siêu thị mini bên trong đây là hợp lý nhất nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rất hợp lý luôn. Rồi, bây giờ sẽ đi ra ngoài nha. Tiếp tục đi ra ngoài nè. Quay cảnh ở ngoài nữa cho bạn xem.
khá thuận tiện khi chúng ta ở lại tại Lata Cabin. Rồi ra ngoài rồi bạn, đây là những cái dãy lều. Những cái dãy lều như thế này thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, rẻ hơn. Và nằm ở mặt trong lại nó yên tĩnh hơn. Còn bạn muốn ngắm view biển thì các bạn cứ chọn những cái lều xe ngựa bạn. Chọn những cái lều xe ngựa là sẽ ngắm được view biển. Buổi tối là ngồi ở ngoài mặt biển chiêu chiêu các bạn. Đó, đây là một dãy lều. Lều này thì rẻ hơn, không có máy lạnh bạn. Những lều này thì không có máy lạnh, chỉ có lều xe ngựa với lại cái phòng mà lúc sớm mình xem cho bạn xem là có máy lạnh thôi. Còn lại là một dãy dưới đất này là không có máy lạnh nha. Đây, giờ đi qua nè. Cho bạn xem lại cái lều, những cái lều xe ngựa đấy bạn. Bạn thấy chưa? Dài đây nè, một dãy những cái lều xe ngựa khá là hợp lý. Có những cái bậc cấp bước lên như này. Rồi, mặt trước đây là rất là nhiều view nha. Đó, mặt trước cũng có những cái chòi như thế này, những cái tum như thế này để chúng ta ngồi chụp hình chụp ảnh hoặc là ngắm biển. Và ở đây là có một cái bãi cỏ rất là thoáng các bạn. Đi ra đây, đó, một bãi cỏ rất là thoáng, có cái võng nữa nè. Người ta làm một cái võng như thế này để mình có thể ngồi chụp hình hoặc là mình ngồi ngắm biển, hóng gió vẫn được các bạn. Đây có một chiếc xe, một chiếc xe tiểu cảnh. À, mặt trước này cũng có những cái lều để chúng ta cắm trại nè bạn. Ở trước đây cũng có những cái lều để chúng ta cắm trại luôn nè. Và vẫn có nơi để đốt lửa trại nha. Đấy bạn, bạn thấy chưa? Đó, ngay chỗ khu vực bãi cỏ này vẫn có một cái vị trí mà buổi tối sẽ đốt lửa trại tại đây. Và rất là nhiều những tiểu cảnh để chúng ta lên được những bức hình đẹp nha các bạn. Rất là nhiều những tiểu cảnh để lên những bức hình đẹp nè. Đây, có những cái chiếc xe như thế này, leo lên ngồi tạo dáng chụp hình. Khuôn viên của Lata Cabin khá là rộng các bạn. Đó, trên người ta có bỏ một cái ghế trên xe để ngồi, các bạn thấy chưa? Ngồi để chụp hình, chụp ảnh. Ồ, đẹp quá bạn. Và bên đây nữa bạn. Bên đây là cái gì? Nóc thang lên thiên đường này, nó bị chói sáng bạn. Sống ảo mình leo lên những bậc thang đó mình ngồi để mà chụp ảnh. Đó, còn trước mặt các bạn đó chính là biển Cần Giờ. Nước rút ra xa rồi bạn. Bình thường là nước sẽ vào trong đây là chúng ta sẽ tắm được. Còn bây giờ nó rút ra xa rồi. Chiều mát là sẽ có người xuống đi bắt những con nghêu, con sò ở dưới mặt biển Cần Giờ. Biển Cần Giờ này là vẫn tắm được các bạn, chứ không phải là không tắm được đâu. Đó, còn buổi tối nếu mà chúng ta đốt lửa trại bên cái khu vực vừa rồi vẫn được. Hoặc là chúng ta cũng có thể nhờ bên chỗ resort ở Lata Cabin này, người ta sẽ đốt lửa trại ngoài mặt biển này. Mình sẽ quay quần rồi họ sẽ bỏ những cái lo nhạc. Và lưu ý là lo nhạc chỉ được chơi ở mặt biển thôi, để tránh ảnh hưởng tới khách ở khu vực lưu trú bên trong các bạn. Cho nên là lo nhạc sẽ được chơi ở ngoài mặt biển. Đốt lửa trại ngoài này. Có những chiếc xe màu hồng này nữa các bạn thấy chưa? Đó, những chiếc xe màu hồng nữa nè. Leo lên ngồi rồi chụp hình chụp ảnh rồi y vai luôn các bạn. Bạn thấy lên hình lung linh chưa? Đó, lên hình khá lung linh nha các bạn. Ở đây tiếc cái là mình không có bay flycam cho bạn xem khung cảnh trên cao được, tại vì ở đây là gần khu vực cấm các bạn, cho nên là không bay được. Ôi màu hồng này lên hình đẹp ghê các bạn. Đó, trước mặt là biển Cần Giờ đó. Ở vị trí này là sân khấu nha. Sân khấu này bạn. Đây, phía trước là một cái sân khấu để vào những cái dịp mà người ta tổ chức những cái lễ hội rồi của khu resort á, là người ta sẽ tổ chức ở đây. Lata Cabin đó, Cần Giờ City các bạn thấy chưa? Khuôn viên khá là rộng nha. Và buổi tối ở đây sẽ đẹp hơn. Buổi tối ở đây thì họ sẽ lên đèn các bạn. Những cái dãy bàn ghế chúng ta ngồi ăn như thế này buổi tối là sẽ lên đèn, thắp đèn sáng rực các bạn. Đây, vừa rồi là mình cũng vừa đi một vòng cho các bạn xem rồi, các bạn thấy chưa? Ngồi đây ăn uống vô cùng là thoải mái và thoáng mát bạn. Mặt biển vô cùng thoải mái, thoáng mát luôn. Ở bên trong là khu vực nhà bếp các bạn. Nhà bếp để người ta chế biến thức ăn. Đó, ở đây cũng có một cái võng nữa nè. Một cái võng ngồi để chụp hình chụp ảnh các bạn. Tạo dáng chụp hình chụp ảnh. Ở đây khá mát nè, nằm ở dưới những hàng dương các bạn thấy chưa? Mặt biển nằm ở dưới những hàng dương luôn, cho nên là không khí là vô cùng là mát mẻ. Mình đang đứng từ mặt ngoài cho bạn xem lại cái khu vực những cái lều xe ngựa các bạn, những cái lều xe ngựa ở trên á. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây buổi tối lên đèn là khá tuyệt nha. Rất là nhiều những tiểu cảnh để chúng ta có thể
chụp được những bức hình ưng ý để làm mới trang cá nhân của mình các bạn. Rất đẹp. Rồi bây giờ sẽ vào bên trong phòng thôi, vào bên trong phòng để vệ sinh cá nhân và tiếp tục buổi tối ăn tối các bạn. Đây phòng của mình là như là lều số 3 các bạn, lều số 3 này. Đây đâu rồi, đây lều số 3 đây. Giờ sẽ vào bên trong nha. 1 2 3, lều số 3 đây phải không chị? Đi mong quên lều của mình luôn. Đẹp cái là buổi tối các bạn, hoặc là chiều chiều á. Đây camera lui ra cho bạn xem nè, chiều chiều là mình ngồi đây nè. Đó, bạn thấy chưa? Ngồi mặt trước đây mình ngắm ra ngoài biển Cần Giờ các bạn. Buổi chiều ngồi đây khá thú vị nha. Hợp lý. Tại vì ở bên trong kia cái container nó thuận tiện là nó có nhà vệ sinh bên trong, nhưng mà ngược lại là không có cái view các bạn. Các bạn không có cái view để chúng ta ngắm biển. Ngắm biển là phải đi từ trong đó ra đây ngồi ngắm biển xong rồi về trong đó ngủ. Nhưng mà mình muốn ở gần đây luôn. Mình chịu bất tiện xíu là sử dụng nhà vệ sinh chung với người ta thôi. Đi vô. Đó. Phòng ở đây khá đẹp. Những cái lều xe ngựa thiết kế theo cái kiểu như hình xe ngựa ngày xưa luôn. Rồi đi vô trong phòng nè. Đó, vô lại cho bạn xem. Rồi mở điện đâu đây? Để mình kiếm cái công tắc mở điện các bạn. Đây. Mở điện lên coi. Cái này điện trước. Điện trước các bạn. Còn mình có bật cái công tắc nào để bật điện ở trong lều á. Chị ơi, cái ở trong đây mình mở điện sao chị? Dạ cái đèn ngủ chỉ có cái đèn ngủ thôi anh. À gì hả? Dạ không có cái đèn sáng nữa nha. À gì? Dạ ở đây là kiểu tối nhưng mà bảo. Chỉ có đèn ngủ thôi hả? Đâu đâu gấp lên chị ơi. À gì thôi, vậy là buổi tối là không có đèn sáng. Dạ đúng rồi. À. Trước này là có đèn sáng này, anh mở cửa ra thì nó sẽ gọi vô thôi. Nhưng dạ. Mình ngủ thì mình đâu có bắt đèn sáng. À vậy là những cái lều xe ngựa này thích hợp cho mấy cặp đôi không thích sáng thôi. Lều xe ngựa này chỉ có container với nhà bạc là đèn sáng, đèn dạ. Lều bóng ở trong. Còn xe ngựa lều đơn. Dạ. Là không có đèn sáng, chỉ có đèn ngủ. Đèn ngủ. Dạ rồi, ok em cảm ơn nha. Dạ. Ở trong xe ngựa là không có đèn sáng các bạn, chỉ có cái đèn ngủ thôi. Các bạn lưu ý. Nếu mà muốn sáng thì ở chọn những cái lều container nha. Ở trong đây vẫn có cái quạt các bạn. Đó, vẫn có quạt dép đi trong lều, có cái kệ để chúng ta treo đồ nè. Thì mình gắm cái quạt lên cho mát các bạn. Có máy lạnh nhưng mà họ vẫn trang bị cho mình một cái máy quạt luôn. Đó. Đây, bật lên. Cho mát. Rồi những cái đệm như này để chúng ta ngồi nè, ngồi ngay cái bàn này để mình có muốn làm gì mình làm các bạn, làm việc á. Rồi trong đây có một cái bàn ủi nha. Rồi ấm đun sôi. Máy sấy tóc. Đó. Rồi đây cái nệm này. Trời ơi dành hai người các bạn. Đó 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 đó, đó. Đã chưa? Ngồi xe cả ngày quải luôn bạn à, ngồi xe từ trưa tới giờ. Trời ơi giờ ngã cái đường xuống nó đã các bạn. Đây là vừa rồi cũng có ghi hình cho các bạn rồi, nước là miễn phí nha. Nước là miễn phí, còn mì là sẽ tính tiền. Đó, vẫn có gì xong tinh dầu vậy luôn các bạn. Ổ điện. Rồi ok. Bây giờ là sẽ nghỉ ngơi xíu bạn. Nghỉ ngơi xíu rồi buổi tối sẽ đi ăn tối ngay tại khu Lata Cabin này luôn. Và tối sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho bạn nha. Giờ đuối quá rồi các bạn. Hết năng lượng để nói rồi. Nghỉ ngơi lấy lại sức xíu bạn. Chiều nếu mà có người đi xuống dưới mặt biển người ta bắt nghêu sò ốc hến gì đó, thì mình ra mình ghi hình cho bạn, còn không thì chắc là tối mình bấm máy ghi hình cho bạn luôn để thời gian nghỉ ngơi. Chứ giờ quải quá bạn, di chuyển từ bên La Ghi Bình Thuận di chuyển xuống Vũng Tàu rồi từ Vũng Tàu chạy qua bên Cần Giờ đây. Ok tạm ngắt máy nha bạn. Ôi ok, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong rồi bạn, bây giờ những cái lịch sẽ đưa bạn, chúng ta sẽ đi dạo mặt biển Cần Giờ vào buổi chiều nha. Giờ này là bắt đầu gần 6 giờ chiều rồi bạn, nhưng mà ngoài mặt biển vẫn còn sáng. Cái khuôn viên bên đây nè bạn. Bên đây là một tí nữa đi vào biển Cần Giờ xong tối là chúng ta sẽ ăn uống ngoài đây nha. Cái giá phòng của mình là hiện tại đang có cái chương trình khuyến mãi một cái suất ăn các bạn, một suất ăn nằm trong giá phòng. Ngày thường thì không có bạn, nhưng hôm nay là họ đang sale cái chương trình ở trên cái fanpage của họ. Mình đến đúng cái lúc đang chương trình khuyến mãi tặng một suất ăn
gồm một combo đồ nướng và một phần cơm. Tối nay sẽ dùng bữa ở ngoài khu vực ngay chỗ đây luôn. Đó, tối sẽ 6 giờ là người ta sẽ lên đèn các bạn. Đây, ở đây có những cái tiểu cảnh này. Những cái tiểu cảnh này thì 6 giờ là người ta sẽ thắp đèn lên. Rồi không biết là tối nay có đốt lửa trại ngoài đây hay không. Hy vọng là có đốt lửa trại. Ghi là người ta đi đi dạo ngoài đó vậy. Giờ là bắt đầu nước rút ra cho nên là phải đi. Ở đây yên bình lắm bạn. Nó kiểu như là nó thoải mái á, nó không có một cái ồn ào tấp nập náo nhiệt như ở những cái khu vực mà chúng ta du lịch gần gần thành phố các bạn. Đó. Ngoài đây thì rất là dễ chịu luôn, buổi chiều yên bình lắm. Đây, chúng ta sẽ đi dạo ra đây. Bên kia là khu vực của bên khu khác các bạn. Có một cây cầu để chúng ta đi ra kìa. Đó, ngoài đó nó có một cái cây cầu đi ra, như mặt trước đó là cái nhà hàng hay sao các bạn. Cái nhà hàng ở ngoài đó, mình ở thì khu Lata Cabin bên đây. Còn bên kia là của khu khác. Buổi chiều người ta đi ra để người ta bắt nghêu sò ở ngoài mặt biển này. Này biển Cần Giờ thì nó kiểu như là cái nước đó bạn. Cái nước là nó đục đục các bạn. Nó đục không phải là nước dơ đâu, mà do là cái thổ nhưỡng ở đây á, là cái cát nó màu đen, cho nên là chúng ta nhìn thấy cái nước nó đục đục vậy, chứ thực ra không phải là nước dơ bạn, không phải biển dơ đâu. Nó giao thoa giữa hai nguồn nước của Tiền Giang các bạn. Một cái con sông của Tiền Giang đổ lên rồi sông ở bên Cần Giờ này nối với nhau á. Tại ngay khu vực này là cái biển nó sẽ có hai màu nước. Giờ về ra đây là dễ chịu bạn. Đi xe cả ngày mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi xong tắm rửa phát là khỏe người luôn. Giờ này mà muốn đi ra ngoài kia là phải lội qua cái vũng nước rồi. Lội ra vũng nước, người ta đang đi ra người ta bắt gì nghêu bắt gì. Ảnh ngoài biển Cần Giờ này, giờ mình cũng sẽ cố gắng mình đi ra ngoài đó bạn, ghi hình cho bạn xem rồi. Trời tối là mình đi vô là vừa, trời tối là bắt đầu đi vào bên trong để ăn uống hải sản là vừa. Đây cho bạn xem nè, đứng từ xa người ta nhìn lên khu cabin nè bạn. Đó, bạn thấy chưa? Từ xa nhìn lên khu này là khu cabin nè. Có chiếc xe màu hồng đó, khu mình ở bạn. Rồi giờ đi ra ngoài mặt biển coi thử người ta bắt cái gì ngoài đây nha. Giờ nước rút ra xa quá cho nên là sình các bạn. Trời ơi, hình như ở dưới đây không biết là có ốc móng tay hay không. Thấy lỗ li ti các bạn. Giờ mà đi ra là phải lội sình, lội nước tí nữa rửa chân. Ở trên thì họ cũng có một cái vòi nước các bạn ạ. Cũng có một cái vòi nước để rửa chân á. Nghĩa là mình đi dạo biển xong rồi bắt đầu mình lên đó mình rửa chân cho sạch rồi mình lên vô lều các bạn. Chứ không là nó sẽ vô bên trong cái lều. Trời, hai con chó đi theo nè. Hai con kia đi theo nè. Đi con, đi. Đi biển. Đây. Nó dậm sình dơ tự. Nó dậm dơ ồm luôn. Giờ lội nước, tí nữa lên rửa chân các bạn. Rất là rộng luôn các bạn, kiểu là rộng thênh thang luôn, rộng mênh mông luôn các bạn à. Mà dài các bạn thấy chưa? Một khi mà nước mà rút ra dài ra xa luôn. Nước biển rút ra xa luôn các bạn. Vô là vô gần sát bên vào cái để mình tắm các bạn à. Rồi đi tiếp tục đi ra ngoài kia coi người ta bắt cái gì nha. Rồi đi ra tới ngay khu vực mép nước biển rồi các bạn. Bắt được gì không anh? Cho chú coi thử có ốc gì không. có gì ốc đinh nữa nè, mấy con cua nhỏ nè. Buổi chiều ra đây thoải mái bạn, thoáng mát. Giờ này là bắt đầu hoàng hôn rồi. Bạn thấy chưa, hoàng hôn rồi, ngay mặt tay mình nè. Đây rộng lắm bạn, rộng thênh thang luôn. Và ra đây thì cái gió biển các bạn mát rười rượi luôn á. Đó, ra tới mép nước rồi nè. Rất là xa bạn à. Muốn đi ra tới biển là đi rất là xa luôn. Tại vì đa phần là nước ở Cần Giờ, nước biển Cần Giờ là nó lúc nào nó rút ra xa hết bạn. Đó, chúng ta nhìn từ ngoài, chúng ta nhìn vào khu cabin này. Làm tiếp trong kia luôn, bạn thấy cho mình vừa đi một đoạn khá là xa để ra khu vực ngay chỗ mặt biển Cần Giờ. Và bạn thấy không, mênh mông, rộng thênh thang luôn các bạn. Trời ơi. Và dọc cái khu vực Lata Cabin này rất là nhiều khu để chúng ta cabin cắm trại các bạn.
rất là nhiều khu để chúng ta cabin cắm trại nha. Không phải riêng gì khu Lata cabin này đâu. Các bạn cứ việc chạy gõ Google, các bạn chạy tới ngay khu Lata cabin đó thì dọc mặt biển này nè, là rất là nhiều những khu cắm trại. Chúng ta cũng có thể thuê những cái phòng ở dãy này chúng ta ở. Mình muốn ở khu nào mình ở các bạn. Rất là nhiều khu ở đây chứ không phải là nơi này chỉ có mình Lata cabin đâu. Rồi bây giờ thì mình đi lại vào bên trong các bạn. Vào bên trong thì mình báo cho bếp làm đồ ăn là vừa các bạn. Giờ bắt đầu cũng gần 6 giờ rồi. Họ chuẩn bị đồ ăn là lên món là vừa luôn. Rồi ok, ăn tối các bạn. Sau khi đi dạo biển xong thì giờ này cũng đã tới giờ ăn tối rồi. Cái này là cái combo mà như lúc nãy mình có nói với bạn là hôm nay là nó nằm trong cái giá phòng bạn, chứ không phải là bình thường là lúc nào cũng có nha. Cho bạn xem nè, combo đồ nướng này bạn, cho ra xét lại nè. Đó, gồm có gì hào nè. Rồi thịt cuộn nấm kim châm. Rồi bên đây là cũng có thịt xiên nè bạn. Đó, tôm. Rồi kèm theo đó là một phần cơm nè. Bên đây là cái gì ạ? Nghêu các bạn. Bạn thấy chưa? 6 giờ là ở đây bắt đầu người ta sẽ lên đèn các bạn. Đó, mình đang ngồi mình ngắm ra ngoài cảnh biển các bạn. Xíu nữa thôi là bắt đầu cái sụp mặt trời xuống rồi. Buổi tối là bắt đầu người ta lên đèn, bạn thấy chưa? Rồi giờ bỏ đồ lên nướng nha. Này để xem nếu mà ăn không đủ là sẽ gọi thêm ở ngoài. Vẫn có cái menu để chúng ta gọi thêm các bạn. Gọi món thêm. Đó, cái này thì người ta cũng đã ướp gia vị sẵn cho mình hết rồi. Chỉ việc bỏ lên nướng thôi các bạn ạ. À, còn nước là không có nằm trong cái combo nha. Cái nước đó là mình sẽ mình uống cái gì thì mình sẽ gọi cái đó các bạn. Không có nằm ở trong cái combo trong giá phòng của ngày hôm nay. À, nhiều bạn nhiều khi là có bữa khác bạn tới đây bạn ở đó sao là combo giá phòng lại không có tặng cái suất ăn tùy theo cái bữa mà họ làm chương trình các bạn à. Chứ không phải lúc nào cũng có. Đây là cái menu nè. Đó, sẽ cho bạn xem cái menu đây, cho ra xét lại nè. Đó, cho bạn xem cái menu nha, rất là nhiều món ở đây. Mình sẽ dỡ từ từ, các bạn có thể bấm đứng là cái video để bạn xem cái giá của những cái món ăn hoặc là combo trong đây. Nhiều lắm bạn. Đó, nó dao động từ 100 mấy đến 200 mấy. Rồi 400-500 nghìn, tùy theo cái món mà mình chọn nha. Rất là nhiều luôn. Ồ, thấy chưa? Nhiều lắm bạn. Đó, đặt cho bạn xem một số những món cơ bản thôi. Cái nào món nào hết thì ở đây người ta sẽ báo cho mình là sẽ in lên trên cái menu luôn là cái món đó hết các bạn, để bạn biết bạn không có gọi. Đó, ngồi giữa cái không cảnh như thế này thú vị các bạn. Buổi tối người ta lên đèn ngồi hóng gió biển ăn đồ nướng. Không biết là bữa nay họ có đốt lửa trại không, chứ còn bình thường là vào cái ngày thứ sáu thứ bảy các bạn. Thứ sáu thứ bảy là sẽ có đốt lửa trại ngay chỗ khu vực mặt biển. Và buổi tối mình ngồi ăn như thế này, họ cũng có mở nhạc các bạn. Họ có mở nhạc chiêu chiêu để cho mình thưởng thức ẩm thực rồi mình nghe nhạc luôn. Nhưng mà mình mới xin tắt nhạc tầm vài phút để ghi hình cho các bạn. Chứ còn nó mà dính nhạc vô cái là xử lý rất là cực luôn bạn. Mình cũng qua bị mấy video mà bị dính nhạc á, buộc lòng mình phải tắt tiếng luôn bạn. Tắt tiếng là không có nghe nói cái gì hết rồi gì. Chỉ có lồng tiếng lại thôi. Đó cho nên rất là cực. Mình mới xin mấy bạn hỗ trợ mình tắt nhạc tầm khoảng 5 phút để ghi hình cho các bạn. Sau khi ghi hình xong thì nhạc bắt đầu người ta sẽ mở lại. Nói chung là buổi tối ở đây thì nghe cái nhạc rất là chill. Bạn ngồi giữa cái khung cảnh, cái không khí này, gió biển nó lùa vào. Và nghe được những cái tiếng nhạc họ mở du dương. Kèm theo đó mình ăn đồ nướng. Ai mà có nhậu nữa thì ngồi làm một hai cốc bia nữa. Tuyệt vời luôn bạn. Giữa cái không khí như này tuyệt vời. Tránh xa những cái gọi là khói bụi của thành phố. Đây là mặt biển Cần Giờ bạn, yên tĩnh lắm. Rồi làm miếng cơm nè, mình nướng đồ nướng cho nó chín các bạn. Rồi làm miếng cơm, ở đây nước chấm đầy đủ các bạn. Họ cho mình cái ô, những cái ô nước chấm như này. Đó, ở đây nữa các bạn, để chấm hải sản các bạn. Rồi nước tương, mình muốn ăn cái gì thì mình cứ gọi trong bếp, người ta sẽ đem ra cho mình. Còn nước uống là mình phải order. Rồi làm miếng cơm nha. Tí nữa mà ở đây có tiết mục gì vui vui thì quay lại cho các bạn xem. Giờ tại vì người ta lên đèn ở mặt biển các bạn. Người ta lên đèn mặt biển á. Cho nên là hy vọng là sẽ có những tiết mục vui vui. Còn nếu không có gì nữa thì sáng ngày mai sẽ đi du lịch ở điểm nào bấm máy ghi hình cho các bạn. Có lẽ là Cần Giờ mình sẽ tách hai tập video các bạn. Tại vì để một tập video thì nó sẽ khá là dài.
mình nó dài để bạn coi bạn chán. Cho nên là mình sẽ tách ra hai tập video, mỗi video tầm khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ là được các bạn. Mỗi video mình sẽ để thời lượng tầm khoảng cỡ 50 phút đến 1 tiếng cho bạn dễ xem. Thơm nha. Người ta ướp gia vị lên á, nướng lên bay thơm các bạn. Mặt sau đây là những cái lều mà dạng như những cái phòng dorm á, mà lúc chiều mình có ghi hình cho các bạn á. Phòng dorm đó là tầm khoảng cỡ 4 người ở bạn. Tầm 3-4 người ở thì giá nó lên trên hơn 2 triệu một phòng. Mà mình vẫn thích ở cái những cái lều dạng lều xe ngựa các bạn. Lều xe ngựa thì ở nó sẽ đẹp hơn vào buổi tối, ngắm được cảnh biển người ta lên đèn. Lấy camera cho bạn xem nè, giờ này là mặt ở biển người ta lên đèn các bạn. Đó. Giờ những cái cây trụ các bạn, những cái cây trụ người ta lên đèn phía trước mặt cái sân khấu luôn kìa bạn. Đó, camera quay qua cái sân khấu kìa. Đó, thấy chưa? Cái sân khấu để có chương trình văn nghệ hay sinh nhật nhẽo gì đó là sẽ tổ chức ngay khu vực đó luôn bạn à. Giờ chờ đồ nó chín rồi bắt đầu thưởng thức nha. Là cái này nghêu à. Thử miếng nước bạn. Nước vừa nha. Nước nó vừa miệng các bạn. Đó, chấm nghêu chấm với lại nước sốt hải sản các bạn. Bên kia người ta đang nhậu, người ta đánh đàn và hát. Đàn guitar là hát. Ngon nha. Thịt nó ngọt các bạn. Nghêu ngọt. Ở đây hải sản này không sợ dở đâu bạn, tại vì hải sản này là biển mà, Cần Giờ cũng là biển cho nên hải sản tươi sống bạn. Ồ, chở đồ. Nhìn miếng mực bạn thấy nhìn đã chưa? Có miếng mực nè. Đó, ta cứ khứa khứa rồi nướng lên giống như hình trái thơm bạn. Rồi ok, có lẽ là mình sẽ khép video bạn, khép video để cho đồ nướng nó chín rồi cho mấy camera thưởng thức luôn nha, ăn cho nó nóng nó ngon các bạn. Rồi tí nữa mà còn tiết mục gì hay ho nữa thì bấm máy ghi hình cho bạn. Còn nếu mà tí nữa không có gì nữa thì tiếp tục sáng ngày mai sẽ đi quay ở một vài những điểm khác như là khu chợ Hàng Dương này, và một số điểm để các bạn biết là khi đến Cần Giờ du lịch, biết cái nơi mà mình đi chơi nha. Biết cái điểm lưu trú rồi thì cũng phải biết cái nơi để mình chơi chứ. Còn này là nếu mà các bạn xuống đây nghỉ dưỡng thì hợp lý các bạn. Mình thấy nghỉ dưỡng ở đây là hợp lý á, tại vì nó yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với lại ồn ào của xe cộ tấp nập bên ngoài, nên là đi nghỉ dưỡng đây hợp lý. À, này chín rồi này bạn, thử cái coi. Ủa nóng. Chấm thử bạn, chắc là chấm cái này luôn các bạn. Đây có mực chín rồi ha, chấm sốt nước sốt nè. Wow, nóng. Ngon. Dai dai. Giòn các bạn, thịt thật nó mực tươi á. Rất là ngon nha. Rồi, ok, bây giờ sẽ khép máy để camera ăn luôn. Tí nữa có gì hay ho sẽ tiếp tục bấm máy cho bạn xem nha. Ok, ăn tối xong về chỗ lều rồi các bạn. Đây là cái quang cảnh mà mình nhìn từ ở trên cái lều xe ngựa của mình nhìn ra nè bạn nè. Đó, buổi tối người ta lên đèn rất là đẹp, bạn thấy chưa? Ngoài xa xa cái khoảng tối kia là biển Cần Giờ nha. Đó, mình ngồi ở trên lều mình nhìn ngắm biển đêm các bạn. Đây là cái khu vực mà lúc nãy mình ăn tối các bạn. Đó, lúc nãy mình ăn tối ở khu vực trước mặt các bạn đang xem á.
Hôm nay thì cũng khá là vắng khách cho nên là người ta không có đốt lửa trại. Và bình thường vào cái ngày thứ 6, thứ 7 ở đây á, là sẽ có đốt lửa trại nha bạn. Họ sẽ đốt lửa trại ngoài mặt biển và sẽ có văn nghệ, ca múa nhạc các bạn, sẽ có văn nghệ. Nếu mà các bạn muốn đi đông vui á, thì các bạn nên đi vào cuối tuần nha. Cuối tuần ở Cần Giờ nó sẽ đông đúc nhộn nhịp hơn. Còn đi vào ngày thường á, thì chỉ lác đác một vài lều rồi một vài phòng thôi các bạn à. Cũng khá là buồn. Nhưng mà đường cái là cảnh ở đây nó chiêu các bạn thấy chưa. Mình đang ngồi ở ngay chỗ cái lều xe ngựa của mình nhìn ra mặt biển, khung cảnh cũng khá là chill. Ngồi ngắm biển một xíu thì sẽ đi ngủ các bạn. Đi ngủ và sáng sớm sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn ở Cần Giờ để chúng ta biết cái điểm chúng ta đi chơi, đi du lịch nha. Hello, chào buổi sáng các bạn. Mới vừa thức dậy, đang ngồi cà phê các bạn. Ngồi cà phê ngắm cảnh biển Cần Giờ vào buổi sáng sớm. Mình đang ngồi trên cái khu vực cái cây mà họ làm mà để bàn ghế để chúng ta ngồi ở trên cao các bạn. Đang ngồi trên cao chúng ta ngắm xuống cảnh biển ở dưới khá là thú vị nha. Và cái phòng mà mình ở là không có bao gồm ăn sáng nha bạn, không bao gồm ăn sáng, không bao gồm cà phê gì hết, có nghĩa là nước cà phê và nước uống là mình sẽ order tại quầy. Ăn sáng cũng sẽ order tại quầy luôn. Tại vì cái giá phòng đó là đã không bao gồm ăn sáng các bạn. Các bạn lưu ý, nhiều khi ngày hôm qua mình cũng không hỏi rõ là có ăn sáng hay chưa. Nhưng mà xe thường là nếu mà có ăn sáng là ở Lễ Tân họ sẽ phát cho mình cái phiếu ăn sáng. Còn mà nếu mà chúng ta không nhận cái phiếu ăn sáng có nghĩa là phòng không có ăn sáng các bạn. Đó, cái giá phòng mình ở 800.000 là không bao gồm ăn sáng với lại nước. Thì mình sẽ ngồi đây cà phê một xíu, ngắm cảnh xíu, sẽ xuống dưới order đồ ăn để ăn sáng. Mà ăn sáng ở đây thì có gì mà bánh mì ốp la với lại bò kho bánh mì. Thì bánh mì ốp la là 25.000 một phần, còn bò kho bánh mì là 50.000 một phần. Đó, cũng cập nhật cái giá cho các bạn luôn. Mình ngồi cà phê xong xíu nữa xuống ăn sáng và sẽ di chuyển đi cho bạn tham quan một số những cái điểm tiếp theo ở khu vực Cần Giờ để bạn biết cái nơi mà khi mà chúng ta lưu trú ở tại đây rồi, nghỉ dưỡng ở đây rồi thì mình sáng hôm sau là mình biết cái điểm để mình đi. Thì tí nữa sẽ ghi hình cho bạn. Còn giờ ngồi cà phê ngắm cảnh sáng sớm chưa ăn sáng được các bạn. Giờ này rất là sớm luôn, mới có 7 giờ kém thôi bạn. Rồi các bạn, thì sau khi ăn sáng ở bên chỗ resort ở chỗ bãi biển Cần Giờ, Nhật Ký Du Lịch cũng đi lòng vòng để mà cho bạn tham quan ở bên khu vực đảo khỉ. Thì cái video đảo khỉ Nhật Ký Du Lịch sẽ để riêng một tập video để bạn biết là cái giá vé đi tham quan ở bên trong đảo khỉ như thế nào, rồi cách thức di chuyển ra sao, dịch vụ gì bên trong đảo khỉ, thì Nhật Ký Du Lịch để riêng một cái video đó. Và bây giờ đã quay trở lại khu vực chợ Hàng Dương các bạn. Mình đang đứng ở khu vực chợ Hàng Dương, sẽ đưa bạn, chúng ta sẽ đi vào bên trong chợ để xem quang cảnh hiện tại của chợ Hàng Dương nó có thay đổi như nào hay không nha. Và chợ Hàng Dương thì được mọi người nói là hải sản đây rẻ, thì sau hơn một năm quay trở lại Cần Giờ để đi chợ Hàng Dương á, thì để coi thử là cái giá hải sản nó có thay đổi cao hơn hay là vẫn vậy, hay là rẻ như mọi người vẫn hay nói. Thì đồng hành hết video cùng với Nhật Ký Du Lịch, chúng ta đừng tua nhanh nha. Và xe ô tô chúng ta di chuyển đến đây thì cái phí của xe ô tô là 40.000 một xe các bạn, còn xe máy thì nó như là 50.000 gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nè. Đây, sẽ đi vào bên trong chợ Hàng Dương các bạn. Tới đây là thấy đặc sản khô rồi, ở đây rồi. Này giống này khô này giống khô cá đù hả chị? À dạ, cá đù, cá lưới trâu, cá dứa rất là nhiều ở đây. Rồi xe máy thì tới là sẽ đậu trong đây nè bạn nè. Đó, ô tô thì sẽ có những cái mái che. Và ngay khu vực này là để chúng ta đi thẳng ra ngoài mặt biển nè bạn. Đó, nhưng mà họ làm như quy hoạch làm những cái rào chắn rồi ra mặt biển Cần Giờ á. Biển Cần Giờ thì giờ trưa là nước nó sẽ rút ra bạn. Đây là đồ rim nè. Đó, và sẽ đi sâu vào bên trong chợ. Khu vực hải sản thì nằm ở phía dưới các bạn, nằm ở phía dưới. Trên đây là những cái gian hàng bán quà lưu niệm, rồi đồ ăn. Còn hải sản tươi sống là nằm dưới đây. Không biết là giờ này là người ta đã bán lúc mấy giờ. Dạ, hàng khô, hàng tươi sống. Đây, vô đây các bạn. Đây đâu tốn tiền công đâu, còn hàng chín nè. Đây là hàng tươi sống. Chào chị gái, lâu quá rồi còn nhớ không? Còn nhớ luôn hả? Sáng giờ bán chưa? Sáng giờ bán được chưa? Bán luôn. Bán rồi hả? Dạ.
À, vậy cái đây xôi gì? À, xôi. À, ngao đặc sản đi cũng hai người thôi. Ừ. Chắc quên rồi, không nhớ rồi đúng không? Nhớ mà, quen mà. Quen hả? Ý là nói là không xong đại gia dẫn đại gia đình đi. À dạ. Đại gia đình mới đi chơi xong giờ về đi quay. Dạ, cái này tôm tít thì bên đây giá sao? À dạ. Cái đó là 450 đúng không? Còn cái này là 250. Đây camera xét vô cho mọi người xem tôm tiếp nè. Trời ơi nó ôm cái máy mà nó ôm cứng ngắc luôn á. Kia như ốc mỡ hả? Ốc mỡ sạch này ngon nè. À ốc mỡ. Ốc mỡ này là ăn lên vị thuốc ngon. À nó có vị gì? À nếu như mà mình muốn trị bệnh thì mình ăn luôn cái đít, còn nếu không thì mình bỏ cái đít thì ăn cái đầu thì lại ngon ốc mỡ kia. À dạ. Còn cái này xò gì đây? Ngao gì? Thấy nó tím tím nè. Ngao tím. Ngao tím, ngao xanh. Dạ. Ngao biển, cái ngao tím đó là giá sao chị? Cái đó 80, còn ngao này 120. 120. Dạ. Cái đó thì ngon rồi. Còn này là tôm sú biển hả? Dạ. Còn ghẹ. Ghẹ là lớn nhất là 450. 450. Dạ. 350 gì có hết á. Dạ đủ giá luôn đúng không? Kia okay, tôm hùm cũng vậy luôn, lời lớn lời nhỏ đủ giá. À dạ. Cái này con in quên tên là ta con gì ta? À bào ngư đúng rồi, bào ngư. Rồi. Này sò huyết. Sò huyết thì giá sao? Sò huyết đó 150 kg. 150 kg. Dạ. À cũng có nhỏ hơn xíu. Rồi em đi một vòng ra tí rồi em quay lại em chọn món. Dạ dạ. Đây lớn ngon nè. Dạ. Đi một vòng chợ hải sản cho các bạn xem. Đó tôm tít đây, tôm tít sống luôn bạn. Đó một dãy nè. Từ trên xuống dưới. À dạ. Cái này con gì, có ốc gì đây? À ốc gai. Ồ. Bên đây là cái gì? Nhum. Này là đùa sống ở đây ta rộng oxy các bạn này, con cá như cá mú nè. À dạ, cá mú này em hỏi giá được, sáng giờ có bán dai chưa? Ai rồi mới dám hỏi chứ không là em chưa bán em cũng trả lời cho anh nữa. À dạ vậy nhưng mà em mà mình ngại không dám hỏi, chưa bán là không dám hỏi đâu á. À, cái cá mú này thì bán sao? 250 một ký. À dạ. À, cái kia cua cua gì? À cua thịt. Cua Cà Mau hay cua ở đây? Dạ cua biển mình luôn nhưng mà cái này giống như hàng hút á, người ta cột dây nhiều. À dạ. Là bán cua hay bán dây? Thì em bán dây tặng cua. Bán dây tặng cua. Giờ có đây vui tính lắm bạn. Rồi em đi vòng đã. Cảm ơn chị. Dạ. Đây xuống đây. Dạ cô. À, con đi tham quan. À dạ. Rồi em đi tham quan cái đã. À dạ dạ dạ. Đây hải sản là bán dọc xuống dưới đây bạn. Đây chợ Hàng Dương thì chủ yếu là hải sản thôi đó. Hải sản tươi sống rồi đầy đủ cá ở đây. Dạ cảm ơn. Hàng tươi sống có đầy đủ luôn đó. Trời ơi ba lanh miệng ghê. Ở đây làm chính năng luôn. À dạ, em đi dạo đã, đi dạo đã. Sư biển. Tao đụng luôn nè. À sư biển còn sống luôn á. Ở đây làm chính năng luôn, hải sản Cần Giờ. À dạ. Đặc biệt. Còn có mạch tụt này không? Sáng giờ bán được mấy chục ký rồi. Bán được gì đâu, ăn lắc nhắc thôi mấy chục ký nữa. Nè, sống nè. À nó còn giống luôn. Cái mạch tụt này là làm cái gì? Nhúng giấm hả? À đủ món. Nướng sa tế, hấp gừng, luộc me, muốn ăn gì, ăn sống cũng có nữa. Ăn sống được không? Được. Trời ơi, vô này nó quấn trong lưỡi vậy? Ừ, bởi vậy mấy thằng Đài Loan nó ăn vậy nè. À, ăn sống thôi. Ừ. Nhúng một tẹt là ăn thôi. Dạ. Nó chưa sáng giờ bán được chưa? Sáng giờ bán cũng được. À, dạ. Mà khách ăn không? Bàn ghế là miễn phí. À, dạ. Mình qua đó mà ăn. Còn hào 3 kg 100. Dạ. Anh cứ mua đi, em làm chính cho anh ăn. Dạ, em đi dạo vòng để quay cho khán giả xem đã. Rồi cảm ơn chị nha, bán được mới dám hỏi không, chưa sáng giờ chưa bán, mưa hàng là không dám vô hỏi chị luôn. Nãy nói chưa bán. Cho mua chi gì. À dạ, ở đây thiệt thà lắm, người dân đây. À dạ, em đi vòng quay rồi tí nữa ăn gì mới chọn sau. Dạ dạ. Ồ cái này gì, ngon tu hài. À giống giò giòi á, tu hài. Này ốc len. Này là làm chín thôi chị. Ốc, đồ này là đồ mình làm chín thôi, chứ ai ăn là sẽ chế biến. À dạ. À dạ. Rồi em cảm ơn nha. Chúc bán mau mắn đắt hàng. Dạ. Mình đi quay á, mình mua, mình làm chín cái bỏ lên bàn mình quay mới đẹp. À vậy hả? Chứ nói gì không rồi.
Dạ, nói vô đâu biết, toàn đi quay không à, đâu biết đâu. Chị này, chị chưa coi kênh nè. Chưa coi kênh mình các bạn. Rồi đi, lên trên nè. Đây, cá đầy đủ luôn bạn. Cá, mực, ốc. À dạ. Ngại mở hàng lắm, không dám mở hàng đâu, mở hàng đắt không nói gì mở hàng. Quay ta đặt lên cho mấy mốt mình bắt được. À dạ, người dân ở đây thân thiện lắm bạn. Ờ. Có hòm sống có 250 này giá một đêm nóng. Đó, đầy đủ giá luôn á, trên đây là đồ người ta làm chín cho mình nè. Đó, đầy đủ ở đây. Ô con mực to đùng vậy ha. Dạ, mực giá 100 ngàn. À dạ, mực cái to đùng ha. Nướng 100 luôn. À. Dạ dạ. Em cảm ơn nha. Em đi dạo. Rồi qua đây bạn, nhiều hàng rồi. Giờ quay lại ủng hộ cho chị gái. Chị gái là đợt trước, hơn một năm trước là mình ghé lại đây thì cũng có ăn đồ của chị. Đi người ta mời nhiều quá ngại, tranh thủ đi xuống vòng đi lên luôn bạn. Đâu có cái món gì bên đây, có món gì lạ đâu. Em thấy thì nó cũng cũng như vậy thôi đúng không? Hải sản thì cũng như vậy thôi. Hồi lần anh đi thì không có con ngao này. À vậy hả? Ốc gì? À cái ốc đó bao nhiêu ký? Ốc đó đâu còn sống nữa. Dạ, bắt lên là nó chết hay sao? Đó. Bao nhiêu ký á, chị nói bao nhiêu ký? 80 ngàn. À vậy hả? À lấy nửa ký đi. Cái đó chắc hấp thôi chứ, nướng. Nướng ớt. Rồi nướng xong mình khư ra đang hả? Dạ, nướng xong lấy tâm á, ăn. À dạ. Rồi rồi. Đó, vô chợ thấy chị nào mà đẹp gái dễ thương là ghé lại ủng hộ mẹ. khen đi tí giảm giá mẹ, khen đi tí giảm giá nữa. không đẹp đâu, cái này nhiều không? Ký là vừa đủ ăn thôi. Đâu chị bóc lên thử ký coi. À không gì, gì lấy ít đi, để em lấy mỗi thương ít. Dạ. Dạ lấy ít đi. Dạ mỗi thương ít. Vậy nhiều quá nhiều khi ăn no không có ăn nhiều cho khán giả xem được. Rồi muốn cân vô cân, muốn tính vô tính. Thoải mái. À, cái này nửa ký. À, nửa ký đi. À chỉ mấy con thôi. Dạ. Còn cái này sò huyết. Ít thôi thì em còn gọi món nữa. Rồi. Sò huyết lớn hả? Sò huyết này thì sao? Ủa cái ở đây là chế biến cho mình luôn sao? Chế biến cho thì công á. À dạ. 30 ngàn nhưng mà em lấy anh 20 ngàn đi. À dạ. Rồi mấy món rồi cái sò huyết. Mấy con. 4 con đi. 6 con đi. Rồi. 6 con mới lạ. Rồi. Mà vô 4 con đi. Rồi vô lựa đi chị. Tôm tít mà có con nào có trứng có gạch không? Con này nó không có trứng nhưng mà nó chắc thịt thôi. À vậy hả? Ăn bốn con tôm đi. Không, em không ăn tôm. Cái sò có rồi, nãy giờ 2-3 món sò rồi, ăn cái khác. Nước mắm đi. Ốc giấy hả? Ốc giấy. À dạ. Hai con thôi. Dạ lấy 2 con thôi. Không ăn tôm hùm, tôm tít. Tôm tít chị bắt em 4 con bự nhất thử. Tôm tít này chắc là làm cháy tỏi hả? Dạ, bỏ lên đi. Không em không ăn tôm đó đâu. Không đâu. Tôm tít đâu. Rồi nhiêu đó đi. Được rồi, nhiêu đó đi. Rồi. Bao nhiêu tiền? À dạ rồi, tí nữa ra hóa đơn hả? Tí nữa mấy triệu báo nha. ngồi đâu chị? À qua đây rồi hả? Dạ. À, mấy món đó làm cái gì ngon thì làm cho em nha. Còn này là chị bán hàng chín đúng không? Dạ, hàng chín. Ốc thẳng, ốc đen sầu dừa. Sầu dừa bán sao? Dạ, 70, 50, 100, anh muốn ít 50 thôi. Rồi 50 đi, dạ. Mua ủng hộ cho chị. Dạ. Đứng kế bên rồi sẵn ủng hộ luôn. Dạ, anh vô đâu ngồi đi, em muốn. À, dạ, ngồi đây đi. Dạ. Ngồi đây đi. Dạ. Nóng không? Ngồi đây nóng không ta? Dạ, không có quạt mát bự không?
À dạ. Mát mẻ luôn á. Nào, rồi. Đầu tiên rồi đi. Dạ, ok. Rồi, dạ. Thì ngồi đợi người ta chế biến các bạn. Trong đây là gian hàng đồ ăn chính á. Phở, bún, mì, cơm đồ đầy đủ ở trong đây. Giờ này là bắt đầu là khách du lịch người ta đi vô chợ hải sản nhiều rồi bạn. Lúc sớm mình đi là hơi vắng xíu nhưng mà giờ này người ta đi nhiều rồi, các bạn thấy chưa? Đó, đi nhiều rồi. Muốn mua hải sản tươi sống thì bạn vào đây mua. Thì cái giá cũng cập nhật cho bạn rồi đó, giá cả ghẹ rồi tôm rồi này kia cũng cập nhật cho bạn, sớm giờ cập nhật giá rồi. Giờ vô quán ngồi đợi các bạn, vô đây ngồi đợi. Dạ, cho hai lon nước đi cô. Đây chắc ngồi đây đi. À có quẹt hả, trong có quẹt hả? À dạ dạ, rồi ngồi đây, ngồi đây cho mát bạn. Cho con hai lon coca đi. Dạ. Rồi ok, ngồi uống nước, đợi người ta chế biến đồ ăn xong thì sẽ tiếp tục bấm máy cho bạn nha. Đó, cũng giới thiệu cho bạn biết khu vực chợ Hàng Dương cập nhật giá cả hải sản rồi. Người dân ở đây thì nói chung là cũng thân thiện các bạn. Họ mời mình mua thôi, cũng không sao, cũng không phải khó chịu như những chỗ khác đâu. Nói chung cũng thân thiện. Không sao, bạn đi có hỏi muốn ăn không thôi, không sao hết bạn. Giờ ngồi đợi xíu rồi đồ ăn lên sẽ bấm máy cho bạn xem người ta chế biến như thế nào nha. Rồi ok, người ta cũng đã chế biến xong đồ ăn cho mình rồi bạn. Vừa rồi thì mình gọi gì ốc giấy nè bạn. Ốc giấy thì người ta cũng làm nướng mỡ hành, có đậu phộng ở trong nè. Đó, rồi cái này là tôm tít nha. Tôm tít thì họ cũng như là họ cháy tỏi cho mình luôn nè. Rồi cái này là nghêu. Đó, bên đây là cái con nghêu, con sò gì màu tím nè bạn. Rồi, còn ở đây là sầu huyết loại to các bạn. Thì mình gọi món là người ta sẽ chế biến cho mình luôn, chế biến cho mình ngồi đây mình ăn luôn bạn. Còn muốn đem đi thì người ta bỏ hộp cho mình đem đi. Họ vẫn tính cái công chế biến như 20-30 nghìn gì một món các bạn à. Rồi để lên luôn chị. Cái này ốc gì quên rồi ta? Ốc muỗng. Ốc gì? Muỗng. Ốc muỗng. À dạ, ốc muỗng các bạn. Người ta cũng làm như có nước mắm trong coi nó nóng mẹ đó, thấy chưa? Rồi họ có để rau với lại muối rồi cho chúng ta chấm luôn. Rồi bây giờ sẽ ăn cái gì trước đây, ăn thử cái ốc này coi nó còn nóng các bạn. Đó, còn nóng, ăn thử coi ốc muỗng ốc gì đây các bạn. Ồ, họ chế biến sẵn rồi, giờ mình chỉ kéo lên mình ăn thôi. Mình thì hay bỏ cái phần đuôi các bạn, phần đít á đó. Đó mình chỉ ăn cái phần cứng cứng thôi, còn cái phần ấy là mình bỏ ra rồi chấm với lại muối nha. Trời, cái chén mà nó mỏng tanh cầm dễ rớt các bạn. Đó, nó dai dai các bạn, dai dai, còn muối tiêu mặn quá, muối mặn cực kỳ quá. Này có cái gì mướp xanh chấm hải sản ngon hơn. Đây còn ốc tỏi nè, ốc tỏi người ta cũng khư ra để người ta chế biến cho mình, là bỏ mỡ hành rồi vô rồi mình chỉ việc gấp lên mình ăn thôi bạn. Có gia vị ở trong nữa, ai muốn chấm thì chấm. Dai dai sực sực, giống như con ốc giấy mà bữa mình ăn ở bên chợ hải sản ở bên La Ghi các bạn. Cái video đó thì các bạn cứ xem ở tập trước nha. Mình có ghi hình cái video ở ăn ở chợ hải sản La Ghi Bình Thuận, bãi biển Cam Bình các bạn. Video đó khá là thú vị á, tại vì có đi trải nghiệm bằng xe ngựa, xe bò các bạn. Mày có xem video ở du lịch biển Cam Bình thì cứ bấm lại video trước rồi để mà xem. Cái này là sò huyết loại to, người ta cũng làm mỡ hành đồ ở trong luôn đó, có đậu phộng đồ ở trong này bạn này. Đó, người ta chế biến có đậu phộng đồ cho trong cho mình luôn, khư ra mình ăn đó bạn. Nếm thử cái gia vị coi, nếm thử cái gia vị người ta làm nó vừa ăn chưa, có bỏ gia vị bạn, cháy tỏi. Rồi lấy muỗng cho một xíu muối vô trong, họ có gia vị trong rồi, ai mà muốn ăn mặn thì bỏ thêm xíu muối nữa. Nó thơm cái vị tỏi á, ta phi tỏi bạn, rất mềm mềm, nhai thì nó cũng hơi sực sực các bạn. Rồi huyết này ăn tái cũng được, nhưng mình ăn đồ là toàn là ăn chín thôi mà. Còn món nào món ốc len ốc đinh gì xào dừa, mình có thấy cái chị kế bên hàng hải sản mình mua ủng hộ cho chị luôn. Này tôm tít nè, người ta nướng ta
ta làm cho mình là người ta cắt ra sẵn luôn bạn, chỉ việc gỡ ra ăn thôi. Đó, gỡ đầu ra. Đây. Năng hải sản là cực kỳ lụm thụm luôn bạn ơi. Người ta ăn hải sản nhìn ngon mà mình ăn lụm thụm đó. Ồ, người ta cắt sẵn luôn nha. Này mùa này thì tôm tít nó không có gạch các bạn. Ăn tôm tít mà bạn ăn cơm mà có gạch đó là nó sẽ ngon, nó bùi lắm, cái gạch của nó bùi rất là bùi luôn. Ăn ngon hơn là tôm tít mà không có gạch. Không có gạch thì toàn là thịt đó, mình ăn đôi khi nó cũng ngán bạn. Này nó mềm nhũng các bạn à. Người ta làm xong mà sao nó cũng còn mềm nhũng à. Rồi giờ sẽ tách nó ra, tách cái lớp thịt ra mình ăn thôi bạn. Nó cũng không được chắc lắm bạn à. Hay là tùy theo con thôi đó. Đó, con này thì nó không được chắc lắm, nó mềm bạn. Mềm nhũng. Rồi vẫn chấm với lại muối tiêu thôi. Có gia vị rồi. Họ làm có gia vị các bạn. Không được chắc, tôm tít nó không chắc bạn. Lựa tôm tít sống nhưng mà sao họ làm không được chắc lắm. Còn này là con nghêu vậy nè. Húp nước luôn bạn. Chua chua, họ làm chua chua cay cay, ngọt ngọt. Ăn muối thì dít muối vô. Thịt nó ngọt nha. Đó, ngồi quán thì ngồi đây mình ăn kêu nước ủng hộ luôn. Kêu nước ủng hộ cho quán, không biết là họ có tính tiền chỗ ngồi không. Ngồi đây ăn là có tính tiền chỗ ngồi không cô? À dạ, uống nước thôi à. Rồi có lẽ là bây giờ Nhật Ký Lịch cũng xin khép video lại tại đây luôn. Trong video này thì cũng đã hướng dẫn cho bạn khi du lịch ở Cần Giờ, các bạn biết cái vị trí mình lưu trú nghỉ dưỡng nè, cái khung cảnh đẹp, rồi cũng đi tham quan khám phá và ăn uống ở chợ hải sản Hàng Dương, là một trong những cái chợ hải sản nổi tiếng ở Cần Giờ. Còn cái video mà mình đi khám phá đảo khỉ là mình sẽ để ở một cái tập video khác, các bạn cứ lên trên kênh của Nhật Ký Lịch các bạn theo dõi để biết cách thức di chuyển, rồi mua vé ra sao, ở bên trong đảo khỉ mình tham quan những gì thì Nhật Ký Du Lịch để riêng một video. Thì cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Đừng quên để lại cho Nhật Ký Du Lịch một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Du Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video hay, hấp dẫn, thú vị, khám phá và trải nghiệm những địa điểm mới lạ để gửi đến cho các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.